chưa uống lần nào, để xuống đây là có gì nó cho tự đi đi ha. Đi cho biết. Đây bây giờ gọi bằng chị đi chứ trẻ lắm rồi, cô không được đâu. Này chị Thu. Đây ông bà cô bác ơi, chị Thu đây. Không là để nhớ là không chị bị sao thôi, bây giờ chị tự giới thiệu lại đi chứ em cũng không nhớ nữa. Giới thiệu nữa? Thôi nói đi. Chị giới thiệu lại cập nhật sức khỏe để cho khán giả mừng được chứ. Cô biết sao không? Của chị thì đâu có không có bị nặng dữ cơ, bà chị của chị á, bà chị Bảy á. Dạ. Ừ. Mà nó bảo mới bị. Ê mà nó nghe sao uống cái đó vô nhức mình mẩy làm biến làm quá hả? Phải vậy không? Nhức làm biến làm. Nè. Cái cô bên đây nè, uống có mấy ngày là quằn quại đi cà lết luôn kìa. Ừ, đúng rồi. Bây giờ tự chạy xe máy luôn rồi đó. Tự chạy xe máy luôn rồi đó. Thôi ơi, vô hả làm biến làm mà nó người khó chịu gì đâu á. Này không phải làm biến làm đâu, do hết bệnh là cái giờ hưởng thụ á. Không phải, cái lúc mới uống. Dạ đúng rồi. Kiểu mình nó hành cái người mình nó quể quải hay sao á. Ừ. Dạ đúng rồi. Hôm nay hầu như người nào cũng có triệu chứng vậy á. Rồi tưởng nó bị cảm thì cũng đi mua thuốc cảm về uống. Dạ không, không sao. Vài bữa là nó hết à. Vậy chị là này sao à? Coi như là chị này uống này để bổ rồi chứ đâu có đến nỗi là nhiều nặng đâu phải không? Ừ đúng rồi, thì nó bị thu ở cột sống cổ. Nó vừa bị đau hai bên đây nè. Đó, nó bị vậy. Thấy nhẹ nhẹ uống vậy đó nên là lo uống đi, nhưng mà tới chừng nó chèn xuống dưới là điều trị lâu á. Đúng rồi. Với lại sao cái bàn chân mình tự nhiên nó đau nó sưng lên đi không được luôn, là nó bị sao ta? Thì đi nhiều hả sao? Đâu có đi nhiều, ngồi công việc ngồi mà. Dạ, nó bị sưng ngay cái lòng bàn chân đó hả? Đây nè, ngay đây nè. Không có sưng đi không được luôn. Chị có triệu chứng bị giãn tĩnh mạch đó. Ủa cái đó là giãn tĩnh mạch đó hả? Dạ, chị giống như mà chị mang giày mang dép hay gì, có mang dép bó không? Không. À. Ở trong nhà không bỏ dép ra mà. Cái đó là triệu chứng của giãn tĩnh mạch á, nó bị ở ngoài phải không? Nó bị ở trên bề mặt giống như nó bị trên ngay chỗ này vậy. À, trên bề mặt ở trên đây nè. Ừ. Dạ. Cái mình nói hơi hơi sáng ra nó sưng lên tù dù đi không được luôn. Bị giãn tĩnh mạch đó chị. Rồi phải mua thuốc tây uống chắc giảm đau hay gì. Giảm đau kháng viêm á. Ừ. Dạ, đó kháng viêm chứ không có giảm đau. Rồi cái nó mới đỡ. Dạ. Rồi uống cái đó nó hết không ta? Dạ, cái này uống hết mà. Ừ. Có những người bị phù luôn á, phù nguyên cái từ trên cái đầu gối nè. Ừ. Là phù xuống dưới bàn chân luôn, phù lên nổi gân xanh luôn á nha. Mà uống cũng khỏe. Điểm sáng rồi từ cái chân nó bước xuống một cái đau nó nhức gì đâu mà nó sợ luôn. Nó nhớ chợt kỳ đó mẹ cho cô hai con trai nè. Dạ. Cô hai chưa uống nên nó lấy nó uống đâu giờ hết vậy nó ngâm hủ quá. Chị uống ngày có hai lần đúng không? Dạ được. Dạ được chị. Một lần cũng được. Chị bị thói quá đốt sống cổ thì uống một lần thôi. Nhưng mà bắt buộc chị phải uống nha, tại vì bị thói quá là chị thấy vậy đó. Nhưng mà cái cột sống của chị nó bị mục rồi. Ừ, nó cứ đau hoài. Bị mục lên nó chèn á, nó chèn ép dây thần kinh của mình á. Dạ, thôi chứ làm sao luôn, nó dễ. Để trước nó chào chào, sợ nó lật á. Cô ngồi, cô ngồi thiếu rượu. À, thiếu rượu. Là bữa nay xuống lấy về uống tiếp hả? Không, đây mẹ cũng không có, chị đó không có lấy này nè. Cái đó này thì hổm cái đó là hổm có rồi, có rồi chưa có tới uống, mới được một tuần à, mới có tuần à. Mà cô uống đi cũng tầm lum rồi mà không hết được cái mừng quá. Mà uống ngày đầu bị mười mấy năm rồi, nếu mà chị để lâu quá muốn nó teo cái giò luôn, nó muốn teo luôn, teo rồi có triệu chứng rồi. Bữa hổm là xuống đúng nó cái mình đi được nó cũng teo nữa hả? Teo chứ, teo teo rồi nó thành nhức khó chịu lắm, nhức mà nó teo rồi tới chừng nó sổ mà nhanh lắm, nó mà rút lên là nhanh lắm, trong vòng một tháng à, một tháng là rút là nhanh, là thấy rõ luôn á. Chân nhỏ chân lớn tưởng đâu mình đi được thì nó không có teo. Do máu nó xuống ít, nó vẫn đi được nhưng mà máu dạng như là xuống nó không có lưu thông đều á, là nó cũng nhưng bị teo nữa. Lâu rồi mốt mình nằm chỗ luôn. Giống như là xưa mẹ đó, mẹ bị teo mà lúc trước á nha, 7-8 kiểu mà 8-10. Teo thấy rõ luôn á. Lúc đầu mà mẹ không để ý á, không để ý xong. Dạ thôi cô về. Cô về hả con? Dạ. Cô gửi tiền. Trời, cô góp nè. Góp tiền. Nè em góp được nhiêu được. Dạ góp nhiều cũng được không sao. Rồi, mừng rồi. Về chưa? Rồi sách thuốc về chưa? Dạ rồi. Rồi. À. Ngày đầu uống mà lết luôn. Nó bị hành đó. Gì nữa? Lết mà cô điện lên cô mắng vốn. Mà từ lúc đó tưởng đâu là cô giỡn. Cái
này phải kiên trì. Chứ nó uống vô nó đau nhất quá cái điện hỏi cái ấy. Em vô sản rồi, em đếm tiền. Cô về khỏe nè cô. Chị ở khỏe chị. Có gì mà chứng chứng sau á con cô mà khỏe à lấy cái mít, cô nhớ cái mít. Để chút xíu còn chạy theo cô, con dí theo cô đi lấy cái mít nữa. Về tới nhà rồi khỏi lấy luôn. Chú á, cái chú đó ra ngoài còn say luôn á. Chú ở An Giang. Chú ở An Giang. Tại vì lúc đó em dạ, điện thoại lại xong rồi mà chạy ra là nhớ lại là chạy múc ở ngoài vòng xoay ở ngoài á. Ngoài... Dạ cô về khỏe nha cô. Có cần con diều xuống không? Cầm chai nước theo cô. Nước của cô mà, nước của uống. Được không? Để nó vô đi rồi đi về luôn. Cô uống luôn. Chị uống về khỏe rồi. Về khỏe nha cô. Trời ơi, thấy thường. Ráng ra khỏe đang đi. Dạ. Dạ con ráng. Con cột bút luôn rồi. Hay vậy? Nè, chạy xe bữa hổm là đúng một tuần luôn á. Trời ơi, là từ dưới lên đây. Con cô chở mà bây giờ là ở Gò Công. Dạ. Công mà bữa đi đâu nổi đâu mà nay. Con chạy đi hết hồn luôn, nên sáng ra cạo đi lên xe nè. Lúc đầu con tưởng đâu gì Út. Dì Út Bến Tre chứ. Cũng ha, dì Út cũng hớt tóc ngang ngang giống vậy nè, dì Út cũng vui lắm. Dạ cô về khỏe nha cô. Từ từ nha cô. Rồi mừng. Đây lấy cái kính nha con, để rớt kính nè. Đây xuống dưới về tới dưới cũng xa lắm chứ bộ. Dạ. Bữa hổm là con cô chở á. Con cô lái xà lan chở mà bây giờ thấy ngon lành rồi. Vậy là sáng cũng đi sớm lắm mới lên tới đây. Chị đó nói chị lết rồi. Biện cái là nghe bà con mà ngâm cốc uống đó, nãy thôi ngâm cốc uống á mà uống rượu vô uống mà mình ngâm tầm bậy uống là bị gan á. Ủa ngâm cái gì con cốc á? Trời đất ơi. À nãy là con nó ngâm con cốc uống á. Giờ tôi mới hỏi chứ cốc mà để nguyên con mà nó làm da sạch sẽ và nướng hay gì á. Nướng chứ cái mà cốc là uống nãy, chết á. Nãy em mới nói giỡn giỡn rồi bây giờ nướng bầm ra nấu cháo đậu xanh ăn bổ hơn. Chứ cốc mà uống thấy đâu có ai. Dạ. Sao thời đó giờ mới nghe cái vụ đó à? Không biết ai chỉ còn chắc nhiều lúc người ta chỉ giỡn giỡn mà không biết đó, mình làm thiệt. Hả? Người ta chỉ cũng thấy mà chắc nhiều người ta uống mà có người ta chắc ta hạp hay sao. Ngon thấy. Uống ba cái đó nguy hiểm đó. Cốc mà. Cốc mà làm ăn không sạch là chết á. Giữa mà không sạch cái mật nó đó chết luôn. Ủa con bé nãy này con chào... cưng á hả? Dạ nãy là chào bác cho con nè. Ta mới chạy xe mà. Được không? Qua được không? Thôi còn để ngoài đi. Thôi đi bộ đi. Để đi ngoài đi, để xe rồi. Đi. Vô chào bác nè con. Rồi, dục luôn hả? Rồi, cậy đi. Rồi, đây đứng khoanh tay ra nè, khoanh tay đàng hoàng. Chào bác thôi, đừng bà lớn đứng xích lợi nè, camera đâu thấy con đâu. Dạ, gái em hai đứa. Hai đứa gái không phải không? Dạ, đúng rồi. Còn đó hả? Dạ đó. Sáng ngày chạy vòng vòng. Thì sáng rồi chị cũng nói chung là chạy lên đây chắc nửa tiếng vậy hả? Dưới lên đây gần mà. Dạ. Công an gần Gò Công, Gò Công. Dạ, Gò Công xa lắm đó. Dạ. Giờ cái chị Bảy là nãy chị nói là uống rồi đỡ thì, nhiều không chị? Thì bà cũng nói bà đau tự bà bị nặng á, bà dạ. Đau nhức dữ lắm. Bà dạ. Nói vậy mà ráng. Uống cái này phải kiên trì. Tự gì bả cái tay bả bị biến dạng luôn á. Kỳ lâu nhớ không? Dạ, nhớ rồi. Ừ. Ồ. Tay bị biến dạng qua luôn rồi mà. Thử mà. Thử nó muốn lội gì ấy là luôn. Ừ. Dạ, chào. Dạ. Thấy anh Khánh Nguyễn không anh? Dạ, em Khánh Nguyễn. Dạ, tìm hồi sáng tới bây giờ. Trời đất ơi. Anh là ở đâu? Em Thu Gò Công nè. Gò Công đông á. Thu đẩy Gò Công á, có hỏi có dặn nên bình thuốc á. Rồi nhớ rồi. Để em đi kiếm tới thôi. À xóm rẫy, đúng rồi, đúng rồi, em có luôn nhớ rồi. Rồi nói là anh đem cái gì lên phải không? À, cái này không biết có phải chứ thuốc đó không anh. Này giống lá mè nấu rồi đi thuốc gì đó. Nấu canh cá linh quá. Này giống thuốc cú. Anh vô ngồi luôn nè anh. Thuốc cú. Ngồi bên đây luôn nè. Này giống thuốc cú vậy. Rồi cái thuốc là muỗng chảo, này muỗng chảo vậy. Cái đó phải ngũ chảo không con? Dạ để em lấy ra nè. Này ngồi gai. Xã không biết. Dạ đúng rồi, ngũ chảo. Dạ.
Rồi ngò gai, ngò gai này được ấy được hai phần. Dạ. Bông ngò gai, gai nấu canh đó hả? Bông ngò gai á. Ừ, dạ. Mà phải lấy bông. Chứ còn cái lá không được hả? Dạ không, lá để ăn phở đi nấu canh chua. Nhưng mà bông này phải làm già già một xíu nữa. Anh, dạ. Cái bông này mốt mà mình nếu mình có ấy mình lấy già già một xíu. Dạ. Này chưa chưa có cái xả ấy đó. Dạ. Không biết đâu trời đi kiếm thấy bà luôn vô ngồi luôn anh, vô ngồi ghế nè, ngồi ghế uống nước, có uống nước đừng có gì có bán nước chứ. Đây ông bà cô bác ơi, bữa nay là có một người anh cũng ở anh ở ở đâu nãy nói quên rồi. Gò Công. Dạ anh ở Gò Công. Dạ anh có thể giới thiệu anh tên gì và cơ duyên gì anh biết tới Khánh Nguyễn không anh? Thôi vợ nhà chồng. Thì nói chung là bà xã bà coi cái kênh đó đó. Dạ. Bà thấy rồi kêu lên hốt thôi. Dạ. Rồi vậy là vợ anh coi thôi. Dạ. Anh có coi không? Em cũng có mà em không có xài cái điện thoại đó, em không biết xài. Vậy là ai bị bệnh? Ủa là anh bị hả? Đúng rồi, em bị mập cái đầu gối nè. Dạ. Nhất cái dàn này quá. Dạ. Cái đầu có lưng dữ lắm. Anh làm nghề gì? Nói chung là lao động thôi, tự do. Dạ. Làm dạ. Ruộng, làm hồ đồ đó. Dạ. Rồi có anh này là cũng bà con bên nhà mình. Cháu. À cháu hả? À. Là hồ tống chút xíu uống rượu rồi trở về hả? Đúng rồi. Rồi. Chứ trở về công an phạt chết à. Dạ dạ đúng rồi. Thôi à, vậy để có gì em rót rượu anh uống rồi trò chuyện, vừa rót rượu vừa trò chuyện luôn ha. Dạ dạ dạ. Dạ. Chợt đi. Dạ. Chợt cái cầu đi lên đây chở xuống cái cầu kia rồi quay ngược trở lại. Dạ. Tới ngã ba này tại anh chỉ là em biết cái ngã ba rồi. Anh biết cái hướng này là gì? Dạ. Mà được có một cái là mình hồi đó giờ chưa lên. Dạ. Chưa lên cầu cái nước này. Dạ đi bị hố à? Bị hố. Đúng là ở dưới lên. Nhưng mà giờ sao ở trên. Cái nước này nè. Dạ, uống nước nè. Alo. Nghe nè. Ê mày đưa nó tao 50 ngàn đi, chút tao về tao đưa lại cho. Dạ anh bị có bị tim mạch huyết áp gì không? Không, nhưng mà nó đau nhất rồi. Nhất rồi hả? Dữ lắm. Dạ. Đi không được. Như cái giò em giờ nó anh bị cái khớp gối thôi, có bị gì nữa không? Khớp gối nhưng mà sao nó đau cái dây này nè. Dạ, nó chèn ép cái dây thần kinh, nó chèn ép là báo cho đây nè. Đúng rồi. Là nó làm cho mình tê nhất. Nó đau, đi không nổi. Dạ. Với bị khớp mà có gai á. À, anh bị gai hả? Đúng rồi, chụp hình á. Dạ, dạ. Rồi em rót anh đủ liều luôn nha. Dạ. Đây em mời anh uống thuốc để sớm khỏi bệnh. Uống hết thì uống. Rồi uống. Uống thì tại nó cũng được cột sáu cột. Vậy chút xíu chạy xe được không? Về chạy xe. Không được đâu. Thôi được quên ấy, lúc này đi ngoài giao thông nguy hiểm lắm. Đó là do là do là giống như hổm có em trai ở ngoài Thủ Đức mà đi xuống đây xong rồi ra ôm bình rượu. Ừ, cũng uống ly xong bị thổi nồng độ cồn hết năn nỉ rồi hết 700 ngàn năn nỉ á. Chứ có thằng này nó chở gì không được. Không mà nói mà hút thuốc bây giờ đưa ra nó có bình rượu thuốc nè năn nỉ. Chứ có nó chở. Dạ. Mình không dám đâu. Vô vô người độ cồn không dám nhận. Vô uống nước đi em. Uống nước đi. Về. Về. Này nặng. Uống này á, anh biết sao, uống này vô để cho máu huyết của mình nó lưu thông rồi dạng như là làm thông mạch máu rồi mới mấy cái dược liệu thuốc này nè, mới đi vô mấy chỗ mà ngóc ngách của mình á để làm cho mình không có tê bị nhức. Này uống là như về thì uống làm sao anh? Dạ một ngày hồi nãy em rót anh ly này nè. Thì một ngày mình uống 3 lần, anh đang bị nặng thì em uống 3 lần. Dạ sáng, trưa đi tối. Đặc biệt là nếu mà ban ngày mà anh làm mà anh giống như anh không có tiện mà uống này được á thì cứ tối anh nhớ anh uống. Uống trước khi đi ngủ khoảng 5 tới 10 phút. Thì dạ như mình uống vô xong mình uống vô ngụm nước đừng cho nó không khô cổ họng rồi mình ngủ thôi. Ăn cơm, nếu mà ăn cơm. À mình ăn trước ăn và sau ăn đều được hết. Trước ăn và sau ăn 30 phút. Nha, chứ mình giống như đừng giống như là nhậu mình uống kiểu mình ăn xong mình uống không hay. Anh cứ để mà đói uống vậy mà hiệu quả.
Ngày nói chung là rượu, dân uống rượu uống được. Dân uống rượu vậy hồi nãy anh uống, nếu mà cái đô anh á, giống như cái tùy theo cái tạng người đi, cái giống như cái máu của mình nó thích nghi đi cái thuốc á, thì anh tăng lên đầy ly này cũng được, nhưng mà tối đa đầy ly này thôi nha, đừng uống nhiều nha, uống hai ly nó giật anh á. Nhưng mà có trường hợp em dặn trước luôn, thấy khỏe khỏe vậy nè, nhiều người á uống vô là nói chung là la lết luôn. Nhưng mà rượu này uống nãy giờ sao nó chạy không biết à? Thì nó chạy chứ, nó chạy rần rần trong người anh chứ. Vậy nó mới hết bệnh. Rượu nặng. Rượu nặng đó. Thông máu cho mình mà. Rượu biết là phải rượu mạnh mới được. À đi về. Về thu về hả? Nếu mà con biết chỗ về con đi lên sớm rồi. Chị hỏi quá. Dạ chị về chị. Trời em trai. Có con trai chở đi vậy là quý lắm rồi. Đi rồi mà để không ai chở đi, chờ nó chở. Nhiều người có con trong nhà mà không giúp được gì đó, nói tầm bậy tầm bạ đó, bà đi đi cho bà chết nữa đó. Mình về người á. Dạ. Chị về khỏe nha chị. Rồi rồi. Nói chị bảy không hỏng, bà điện hoài đang bà đặt xuống nè, không được mà nói sao khách nó nói hả, điện đi lúc nào nó cũng bắt máy mà nữa. Nhắn tin đi chứ bây giờ lúc này điện thoại đông quá trời luôn á. Chị bả nhận quá rồi, cái mới kêu Thu đặt á. Dạ. Trời ơi, lúc này làm nhiều quá. Rồi chị Thu về khỏe nha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ chị xuống cũng là đặt 3 hũ, mà một hũ cho ba chị ở sớm nữa, mà để chị sớm tự xuống cho. Chị leo lên nó dễ hơn á. Chị leo lên xong để rồi. Cũng đi. Dạ rồi. Về sớm mưa. Ngon lành. Ngày nào mưa. Rồi thôi chị đi, em trai về khỏe. Rồi bye bye luôn. Ở gì dầm láng lên. Dạ. Cũng thương mọi con. Chị Thu á. Thu xóm rẫy á chị. Thu xóm rẫy á. Gò Công á, xóm rẫy Gò Công. Không, bây giờ Khánh cũng tiếp tục vô trong trò chuyện với anh ở đây tiếp đi ông bà cô bác ơi. Ông Nguyễn Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ không mà cô bác, thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình